Em xin chào các bác, đây là một cái video chia sẻ một chút về phần kỹ thuật khi mà các bác sử dụng cái mên mạch K-Blood nhé. K-Blood thì thưa các bác là cái đầu của hãng Việt KTV, thì hiện giờ tại thời điểm tháng 6 năm 2022 thì có cái mên mạch đời mới nhất và cái đầu đời mới nhất. Thì các bác có hai hình thức, là một là các bác mua một cái sản phẩm mới nguyên đai nguyên kiện, là cái đầu K-Blood, là cái đầu K-Blood, đây là cái hàng nguyên đai nguyên kiện của cái đầu K-Blood này. Hoặc là những cái bác mà nâng cấp lên cái đầu K-Blood, nâng cấp lên cái mên mạch K-Blood, thì đây là cái mên mạch K-Blood nhé. Thì trong cái đầu K-Blood cũng như là cái mên mạch này, thì có nghĩa là trong cái đầu K-Blood cũng sử dụng cái mên mạch này, là mên mạch chủ đạo này. Thì cái mên K-Blood đó là cái mên HM083 các bác nhé. HM083 đó là cái model mên mới nhất của hãng Việt KTV. Thì rất nhiều trường hợp là các bác sử dụng để nâng cấp, có nghĩa là các bác đang sử dụng những cái hệ thống mà đầu đời cũ và nó không có những tính năng hiện đại như là đời mới bây giờ, thì các bác sẽ nâng lên cái mên K-Blood. Thì trong cái trường hợp mà khi mà các bác nâng cấp lên mà các bác vẫn sử dụng những cái ổ cứng cũ, có nghĩa là vẫn sử dụng những cái ổ cứng của những cái đầu cũ mà chúng ta chỉ nâng cấp cái mên thôi, thì khi mà sử dụng những cái đầu cũ thì dữ liệu ở trong cái bài hát ở trong cái đầu cũ thì được vẫn là giữ nguyên. Thì một số những cái bác thắc mắc là sao khi mà chọn bài hát, khi mà bật đầu lên nó lên cái giao diện như này. Đấy, thì bình thường thì các bác sẽ thấy là những cái bài hát mà có bên trong ổ cứng ấy, theo cái quy định của công ty ấy, là những cái bài hát mà có bên trong ổ cứng thì nó sẽ có cái dấu ba chấm. Còn những cái bài hát mà nằm ở trên đám mây mà chưa tải về lưu trữ bên trong ổ cứng thì nó có hình cái đám mây như này, hình đám mây và mũi tên như này. Thì đấy là bình thường nếu mà trong cái trường hợp mà các bác mua một cái sản phẩm mà đầu mới bóc hộp và ổ cứng mới bóc hộp, có nghĩa là ổ cứng đi theo đầu và nguyên đai nguyên kiện, cả ổ cứng và đầu là nguyên đai nguyên kiện của công ty. Còn trong trường hợp mà các bác mà mua cái đầu mới nhưng mà ổ cứng tận dụng lại này, hoặc là trong trường hợp mà các bác nâng cấp cái mên mà tận dụng lại cái ổ cứng ấy, thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là khi mà trong cái quá trình sử dụng những cái lần đầu tiên ấy, có nghĩa là trong cái sử dụng mà chọn bài lần đầu tiên, một bài hát chọn đầu tiên, ví dụ như một cái bài này nhé các bác nhé, thì bình thường những cái bài hát khác thì nó sẽ có một số bài nó có hình dấu ba chấm, thì rõ ràng là những cái bài hát là có bên trong ổ cứng rồi. Nhưng mà khi mà đối với khi mà tận dụng ổ cứng ấy, thì cũng có cái trường hợp là những cái bài hát mà có bên trong ổ cứng nhưng mà nó vẫn hiện hình đám mây này, thì các bác sẽ ấn tích cái hình đám mây này thì nó sẽ có cái mũi tên là tải về như này. Đấy, mũi tên tải về như này. Đấy là những cái bài hát mà có trên đám mây và các bác cần tải về. Còn những cái bài hát mà các bác ấn, đây ạ, em sẽ ví dụ như các bác nhé, là những cái bài hát này nó sẽ tải về đúng không? Nó cái hình mũi tên tải về. Còn trong trường hợp ở đây, ví dụ như là chúng ta không dùng đến mạng, đây là trong trường hợp có mạng thì mới tải được đúng không? Có mạng mới tải được. Thì nhiều bác lại bảo là không biết là những cái bài hát này là đã có bên trong ổ cứng chưa, hay là chúng ta cần phải tải về. Thì những thực ra thì đa phần là những cái bài hát này thì đã có ở bên trong ổ cứng rồi, có bên trong ổ cứng, nhưng mà do là chúng ta nâng cấp ổ chúng ta tận dụng lại cái ổ, thành ra là nó chưa nhận diện lại cái bài hát ở bên trong ổ cứng. Thì để mà kiểm tra là xem cái thiết bị của chúng ta nó đã nhận ổ cứng chưa, thì các bác sẽ thao tác như này. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra là bên trong đầu máy chúng ta đã nhận ổ cứng chưa, có nghĩa là chúng ta phải xem là cái đầu máy này nó đã nhận cái ổ cứng, dữ liệu ổ cứng chưa, thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt hệ thống. Đây đầu tiên là các bác sẽ ấn vào hình cài đặt này, vào phần cài đặt hệ thống này. Cái mật khẩu mặc định ở công ty là 6 số 0 các bác nhé, 6 số 0, và các bác ấn xác nhận. Sau đó thì các bác sẽ đi vào phần hệ thống. Vào phần hệ thống thì các bác sẽ đi vào phần giới thiệu nhé, vào phần giới thiệu để giới thiệu cái đầu K-Blood này, cái hệ thống K-Blood. Thì trong cái phần giới thiệu thì cái phần dưới cùng là cái phần dung lượng ổ cứng. Cái dung lượng ổ cứng ở đây thì ví dụ ở đây là em đang sử dụng cái ổ cứng là cái phần phía cuối này này. Phần phía cuối là cái dung lượng ổ cứng tổng là 3998 GB, có nghĩa là cái ổ này nó gần 4, nó là 4 TB nhé, 4 TB thì nó sẽ không nhận đủ 4 TB mà nó sẽ nhận xấp xỉ 4 TB. Ví dụ cái ổ này của em là ổ 4 TB này các bác này, các bác sẽ nhìn đúng không ạ, cái ổ là ổ 4 TB. Thì ở trong cái phần cứng, ở cái phòng trong cái phần cứng của cái mên mạch này, nó sẽ nhận thiết bị ổ cứng là của ta là 3998 GB này, có nghĩa là gần 4 TB. Đấy, nó không nhận đủ đâu, vì nó sẽ có một số những cái file nó sẽ chứa dữ liệu nữa. Đấy thì là đây là cái thiết bị ổ cứng của chúng ta là 4 TB đúng không? 3000 thì gọi là 4000 đi, là 4 TB. Và đây là cái dung lượng còn trống nhá. Cái ở phần phía trước này này. Ở phần phía trước là dung lượng còn trống, trống là 520 GB. Ở đây cái dung lượng ổ cứng ở còn trống ở cái ổ cứng này là 520 GB.
thì có nghĩa là cái thiết bị này của chúng ta đã nhận ổ cứng rồi, đã nhận ổ cứng đấy, đã nhận ổ cứng. Và tiếp đến là chúng ta muốn, các bác muốn thử chắc chắn là những cái bài hát ấy đó là đang lưu trữ ở bên trong ổ cứng hay không, thì các bác sẽ rút hộ em cái dây mạng internet ra, rút luôn dây mạng internet ra, và các bác sẽ tìm bài hát. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta rút cái dây mạng internet ra thì rõ ràng là bây giờ bắt buộc nó phải dùng dữ liệu bài hát ở bên trong ổ cứng, chứ không có bài hát ở bên trong ổ cứng thì rõ ràng thì nó sẽ không hát được cái gì cả. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm bài ví dụ như là Về đâu mái tóc người thương chẳng hạn. Các bác sẽ tìm một cái bài Về đâu mái tóc người thương, đúng không? Thì ở đây thì khi mà các bác gõ lên thì các bác sẽ ấn vào đây, ấn vào đây thì các bác sẽ thấy là một số những cái bài ấy, nó sẽ báo là thiết bị đã mất kết nối, có nghĩa là không có mạng thì không tải được về. Thì rõ ràng những cái bài hát này, có bốn cái bài hát này, các bác ấn vào này, đây có hình cái đám mây, các bác ấn vào, ấn vào đây, ấn vào đây, và ấn vào bài nào thì nó cũng ghi là thiết bị đã mất kết nối, vui lòng thử lại kết nối mạng, đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta rút dây mạng ra rồi thì chúng ta sẽ không có cái bài hát này. Thì rõ ràng những cái bài hát này là không nằm ở trong ổ cứng, nó không nằm trong ổ cứng. Còn ở đây ví dụ như có một cái bài hát này chẳng hạn, nó có cái dấu ba chấm này này, đây thì có nghĩa là bài hát này là đã có bên trong ổ cứng, đã có bên trong ổ cứng, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ tìm bài hát khác, ví dụ như là, thì các bác lưu ý đặc biệt của em là trong trường hợp này chúng ta đã rút dây mạng internet các bác nhé, thì có nghĩa là những cái bài hát bây giờ chúng ta chỉ tìm kiếm những cái bài hát ở bên trong ổ cứng thôi. Ví dụ em sẽ chọn bài là Tàu về quê hương. Đấy, thì khi mà các bác chọn một bài Tàu về quê hương thì các bác thấy là đây là những cái bài hát mà những cái bài hát mà có dấu ba chấm này thì là những cái bài hát mà đã bên lưu sẵn ở bên trong ổ cứng. Còn những cái bài hát này, những cái bài hát này thì nó chưa lưu trữ bên trong ổ cứng. Thì khi mà các bác tích vào đấy thì nó cái bài nào nó ghi là vui lòng thử lại cái lối mạng ấy, có nghĩa là các bác phải cần có mạng các bác tải về. Còn một số bài thì mặc dù là nó đã có trong bên trong ổ cứng rồi nhưng mà nó vẫn xuất hiện hình đám mây ấy, thì lúc đó các bác ấn vào một phát thì lập tức là nó không cần tải gì cả, nó lập tức nó chuyển thành dấu ba chấm luôn. Đấy, thì do là đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng với những cái ổ cứng mà nâng cấp thì nó bị hiện tượng như vậy. Thì để mà chắc chắn hơn thì các bác sẽ thao tác như này, các bác sẽ chú ý hộ em cái thao tác như này nhá. Thao tác là rất là quan trọng này. Các bác sẽ ấn vào phần cài đặt hệ thống. Sau đó các bác sẽ điền mật khẩu là 6 số 0, mặc định của công ty là 6 số 0, xác nhận. Khi mà vào trong này thì các bác sẽ vào phần quản lý bài hát của em nhá. Và phần quản lý bài hát của em này, đây là trong trường hợp là các bác sẽ rút dây mạng rồi nhé, rút dây mạng rồi. Đấy, các bác sẽ vào phần quản lý bài hát và các bác sẽ vào phần khôi phục thư viện bài hát, vào phần khôi phục thư viện bài hát và các bác ấn xác nhận. Trong cái thao tác khôi phục bài hát thư viện bài hát này có nghĩa là nó sẽ loát những cái bài hát ở bên trong ổ cứng. Nó lại loát bài hát ở bên trong ổ cứng và nó sẽ thông báo cái list bài hát lên. Và sau khi mà nó loát lên ý, thì nó sẽ khởi động lại máy. Nó khởi động lại máy. Thì sau khi khởi động lại máy thì nó sẽ loát gần như là toàn bộ những cái bài hát mới ở bên trong ổ cứng. Và nó sẽ xuất hiện cái dấu ba chấm lên sau cái bài hát đó. Đấy, các bác lưu ý của em nhé. Sau khi mà chúng ta làm cái thao tác vừa rồi thì nó sẽ loát gần như là toàn bộ những cái bài hát ở bên trong ổ cứng này. Đấy, thì khi mà chúng ta chọn thì lập tức nó sẽ có dấu ba chấm. Đấy là cái thao tác nhanh như vậy. Đấy, để một số những cái bác mà hỏi cái thông tin là ví dụ như các bác muốn kiểm tra cái ổ cứng ở bên trong máy này và các bác muốn là biết là cái bài hát là bên làm trong ổ cứng là bài hát như nào. Đấy, thì các bác sẽ làm cái thao tác như vừa rồi hộ em. Cảm ơn các bác.